Mình xin chào các bạn nha. Nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ bật được thông báo cho tất cả tin nhắn trên ứng dụng Gmail trên điện thoại của chúng ta. Nếu như các bạn là một người thường xuyên sử dụng ứng dụng Gmail để check mail và cũng như là xử lý công việc ở trên ứng dụng Gmail thì các bạn cần phải bật cái tính năng này lên để chúng ta tránh bỏ lỡ những tin nhắn quan trọng ở trên ứng dụng Gmail. Và để thực hiện được cái việc là bật tất cả những thông báo cho tin nhắn trên ứng dụng Gmail thì các bạn có thể là làm như sau. Ở trên điện thoại của các bạn mở ứng dụng Gmail lên. Trong ứng dụng Gmail này thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng ba dấu gạch ở bên góc bên trái của màn hình và chọn vào mục cài đặt. Ở đây các bạn sẽ chọn vào tài khoản Gmail mà các bạn muốn bật thông báo. Tiếp theo các bạn chọn đến mục là thông báo. Các bạn sẽ để cài đặt là tất cả thông báo. Như vậy thì tất cả những thông báo liên quan đến ứng dụng Gmail các bạn sẽ nhận được đầy đủ trên điện thoại của các bạn, tránh trường hợp bị bỏ sót thông báo tin nhắn. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình vào phần đó là quản lý thông báo. Ở đây thì các bạn bật cái phần đó là hiện thông báo lên và các bạn chọn là mục đó là cảnh báo. Và như vậy thì với một vài những cái bước đơn giản như trên thì các bạn sẽ nhận được tất cả những cái thông báo tin nhắn ở trên ứng dụng Gmail.